sống, trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian. Nhưng khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ ngắm nhìn không nói nào, để buốt trái tim, để buốt trái tim, trong trái tim con tim nằm yên, ngủ dài lao mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi truyền miên, và tiếng hát vang trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai, dù xin cảm ơn quý vị rất nhiều và một tràng pháo tay thật lớn cho Vũ đoàn Hoàng Vũ. Kyle xin được phép chia sẻ một chút xíu. Thật ra là Kyle cảm thấy rất là vui khi được đến đây, Huế, một nơi mà Kyle phải nói là mang những cái nét đẹp giá trị về văn hóa. Và đặc biệt là mỗi lần đến đây là Kyle thấy con người Huế đều rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Và hôm nay khi được đứng trên sân khấu với những người rất là tài giỏi, những tấm gương, những người đẹp, thì Kyle cảm thấy rất là hãnh diện. Đây là những người mà mình có thể học tập và cố gắng để mà có một Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và Kyle rất là yêu Huế.